Vâng, xin chào quý vị. Như chúng tôi đã cập nhật ở video trước, chúng ta đang có mặt trên đỉnh Trống Báo Sang, xã La Mân Tẩn, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái. Và sau đây tôi sẽ review cho mọi người cảnh tượng ở rừng băng giá. Khuyến khích cho mọi người xoay ngang màn hình thoại ra nhá, sẽ được xem màn ảnh rất là rộng. Hôm nay thời tiết nó hơi mù mịt nên là tôi sẽ quay làm sao chi tiết nhất cho mọi người có thể. Một rừng cây phủ trắng toàn băng giá này. Và với cảnh cảnh tượng này thì tôi sẽ cũng đã được thấy lần này là lần thứ hai. Lần trước thì tôi được thấy ở trên đỉnh đèo Ô Quý Hồ, Sapa của Lào Cai. Và như thường lệ thì tôi sẽ không thể thiếu được món sô cô la hảo hạng. Như kem. Cái này hắc lắm. Tôi nghĩ ăn được cái này hắc ngủ. Lúc nãy tôi có ăn dính một cây, nó bố ở trên cây này này. Cái này nó họ nhà cây lông não. Không nhầm, cây lông não thì phải. À, họ nhà lông não nhưng không phải, nó họ nhà có dầu nhưng mà thế nào nó mùi hăng hắc. Đây. Phủ trắng rừng luôn. Sợ chưa này. Hiện tượng này theo con mắt nhận định của tôi thấy nó đang tan chảy do nhiệt độ nó đã tăng lên rồi. Không còn lạnh như những hôm trước nữa. Thấy chưa? Đây này. Cây nó gù xuống rồi. Dưới kia có một nhóm bạn trẻ đang mang loa đài đến để mở đài, mở loa ở Mỹ ấy. Chúng ta cùng quan sát nhé. Hiện tượng này nó đang chảy, nếu mà ngày mai quay lại là sẽ không còn nữa đâu. Do là nhiệt độ nó tăng lên là một, thứ hai là có gió nữa. Gió nó càng thổi cái này nó chảy ra như kiểu mình thổi kem ấy. Đây, nó rụng xuống trắng tết hết cả đất này. Trắng tinh một bãi đất luôn. Hôm nay lên đây có vẻ như không lạnh bằng ở Sapa lần trước. Căn bản là mình lên sau nên là nó đã bị tan rồi. À, nó đang bị, đúng rồi. Sợ chưa này. Như dẫm thủy tinh này. Sống ở trong một môi trường âm độ, âm 3 độ như lúc nãy tôi đo được ở dưới kia là âm 3 độ. Đây, cây nó mọc rêu này, rêu nó bóng cứng vào đây rồi, cứng luôn vào cái này 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 ấy, sợ chưa đơ. Ngày xuân mơ nở trắng rừng nhưng đây lại là băng giá trắng rừng. Cảnh tượng rất là đẹp của một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú. Vâng, với cảnh tượng này thì chúng ta đang không khác đéo gì đang giúp ở trong một cái chiếc tủ lạnh siêu khổng lồ. Như lúc nãy tôi đã demo là đăng là đã nhìn thấy người dân chở trâu chết về dưới xuôi, dưới vùng thấp hơn để tiêu thụ. Vì giờ đây lạnh quá. Vâng, với nhiệt độ thực tế như thế này thì nó sẽ lại là lạnh hơn ở đèo Khao Phạ tôi đo được lúc nãy. Nhưng mà ở đó là gió nhiều và thứ hai là mình chưa thích nghi được.
Đến bây giờ đã thích nghi được với thời tiết ở đây thì nên là không còn run nữa, tay không còn run nữa này. Đấy, hay thật. Rồi. Nhấc cái cảm biến ra khỏi cái đống băng giá là nó lại tăng nhiệt độ lên ngay. Cũng rất may là hôm nay là không có thằng thanh niên nào bị rủ đi chơi cùng. Bị rủ đi có khi chết rét về nó còn chửi mình. Những thước phim quý giá về cảnh tượng băng giá. Sợ chưa? Trắng đất này. Sang cả bên này, thấy đang rơi rồi. Đấy, rơi rồi. Nó đang tan rồi. Một góc khác của khu rừng. Chúng ta có thể nhìn thấy này. Tôi sẽ zoom lại cho mọi người nhìn thấy. Nó đang chảy nước này. Băng đang tan thành nước rồi. Và cảnh tượng này thì từ giờ đến chiều tối hoặc là đến ngày mai là chúng ta có thể hết cơ hội được xem lại rồi. Kinh nhỉ, một vật rừng. Và có lẽ đây đây cũng là một số hình ảnh cuối cùng về đợt băng giá xảy ra ở xã Trống Pó Pó Sang, xã La Bán Tẩn, huyện Mù Căng Chải, Yên Bái. Những hình ảnh cuối cùng trước khi tôi rút về xuôi. Và hiện tại đang là 3:15. Giờ chiều tối là sẽ tan hết thôi. Đỗ Kim Tuyến, phóng viên thường trú tại Tây Bắc, có mặt tại là xã Trống Pó Sang, xã La Bán Tẩn, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái, đưa tin. Cảm ơn quý vị đã chú ý đón xem. Xin cảm ơn.